trong cuộc sống. Linh gặp rất là nhiều người. Có những người nói là tôi muốn, em thích âm nhạc lắm. Nhưng cũng có người nói là anh nói thật với em là anh là người rất là đam mê âm nhạc. Nhưng mà 40 năm qua, anh vì bận rộn quá cho nên là anh chưa có thời gian để ngồi nghe nhạc hay chưa có thời gian để chơi đàn như em. No! Nếu trên thế giới này có một từ đam mê và khát khao mà nó là con người thật thì tôi xin lỗi bạn đi, nó nhảy ra nó vả thẳng vào mặt cái người ấy, bóp vào mặt. No, anh ơi, anh đừng xúc phạm cái từ đam mê đấy. Vì đam mê là bố của yêu, yêu là bố của thích, thích là bố của muốn, muốn là bố của cần. Thế bởi vì nếu bạn chỉ cần thôi, bạn chỉ thích thôi, bạn chỉ muốn thôi, bạn chỉ yêu thôi thì làm sao bạn đã đủ trình độ để bạn dùng một từ đam mê hoặc từ khát khao. Khát khao là nếu tôi đã đam mê âm nhạc thì dù đó tôi chơi họ, tôi có phải nợ, tôi có làm thế nào, tôi cũng phải mua được cái đàn. Kể cả là cái người mê đàn guitar, đam mê thì làm sao ạ? Một người biết đam mê là người ta nếu đánh đàn người ta bị cụt tay thì nó còn mỗi cái cùi tay không này, nó mua cái đàn này nó rúi 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 vào như thế. Đấy mới là đam mê, đấy mới là khát khao đủ lớn. Desire là khát khao ấy. Khát khao chính là hạt giống đầu tiên của một người trở thành một người kinh doanh thành công. Đấy, khát khao. Còn nếu bạn không có khát khao thì đừng bao giờ để bước vào lĩnh vực kinh doanh. Và nếu bạn không có khát khao thì kể cả bạn làm kỹ thuật bạn cũng không bao giờ trở thành người giỏi được.